Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tin vui Nghị viện châu Âu sẽ treo giò EFTA. EFTA bị Nghị viện châu Âu treo giò thêm một thời gian nữa sau năm 2020 do thành tích cải thiện nhân quyền chỉ tăng không giảm và ngày càng dã man của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Khả năng trên là hoàn toàn có cơ sở bởi đã có tiền lệ cho nó vào tháng 2 năm 2019 khi chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và hai cơ quan Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao Việt Nam đôn đáo chạy sang Brussels, Bỉ, nơi đặt trụ sở thường trực của EU để vận động cho EFTA và EVIPA và tưởng chừng mọi việc đã chót lọt. Hội đồng châu Âu bất ngờ thông báo hoãn việc ký kết hai hiệp định này mà nguồn cơn không nói ra hẳn là vô số vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Ngay trước đó, một bức thư của 18 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và quốc tế kiến nghị EU hoãn EFTA do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có bất kỳ cải thiện nhân quyền nào. Vào tháng 6 năm 2019, khi EFTA được ký kết chính thức tại Hà Nội, giới chính phủ Cộng sản Việt Nam đã nêu ra dự kiến hiệp định này sẽ được Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào cuối năm 2019 hoặc chậm lắm vào đầu năm 2020, nhưng mốc dự báo vào cuối năm 2019 lấn át hơn hẳn, thậm chí mốc này còn được một số tờ báo đảng tô đậm và khẳng định. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn không có tín hiệu khả quan nào về việc EFTA được phê chuẩn vào thời gian những tháng còn lại của năm 2019. Một trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi cơ quan nghị gật chính thức khai mạc kỳ họp Quốc hội năm 2019 vào ngày 21 tháng 10, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội là Lê Anh Tuấn cho báo giới biết rằng dự kiến đến đầu năm 2020, Nghị viện châu Âu mới có phiên họp toàn thể để xem xét EFTA. Theo lộ trình này, EFTA có thể được phía EU phê chuẩn trong nửa đầu năm 2020. Theo quy định, hiệp định có hiệu lực 2 tháng sau đó hoặc vào thời điểm do hai bên thống nhất, còn với EVIPA hiện chưa có dự kiến về lộ trình và thời gian có hiệu lực. Sau màn tự sướng về việc đã ký kết thành công Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EFTA của giới chính phủ Cộng sản Việt Nam vào tháng 6 năm 2019, bầu không khí trông đợi hiệp định này được phê chuẩn đã dần lắng xuống mà không còn hớn hở đắc chí như trước đó. Ngay cả sự hiện diện của Bernlet, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu INTA, một quan chức được giới quan chức khôn lỏi ở Việt Nam đánh giá là khá dễ chơi, và trong thực tế thì Bernlet đã bị Hà Nội qua mặt ít nhất 2 lần về vấn đề nhân quyền vào những ngày cuối tháng 10 năm 2019, và đã có những cuộc gặp của Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Công Thương, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Việt Nam để tìm hiểu việc chuẩn bị phê chuẩn và thực thi Hiệp định EFTA và IPA, đồng thời trao đổi với các cơ quan của Việt Nam về phương hướng xử lý đối với một số vấn đề mà EU quan tâm. Cũng chẳng hứa hẹn triển vọng rõ ràng nào về EFTA sẽ được Nghị viện châu Âu xem xét phê chuẩn. Chưa phê chuẩn trong năm 2019, theo quy định của Liên minh châu Âu EU, sau khi có sự chấp thuận của các cơ quan như Ủy ban Thương mại châu Âu, Cộng đồng châu Âu và được ký kết, EFTA còn phải trải qua thủ tục trình ra Nghị viện châu Âu và phải được cơ quan này xem xét có phê chuẩn hay không. Còn với EVIPA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU cùng với EFTA đã được EU và Việt Nam bàn thảo để chuẩn bị phê chuẩn, thì rắc rối hơn nhiều đối với chính thể độc tài toàn trị Việt Nam. Khác nhiều với EFTA, EVIPA mới chính là cái mà một chính thể luôn muốn ăn sẵn và ăn đậm như Việt Nam cần kiếp. Nhưng muốn có được EVIPA để mang lại lợi nhuận cụ thể chứ không phải một thứ danh dự trừu tượng và an ủi như EFTA, Việt Nam lại cần vận động đủ 28 quốc gia thành viên khối EU, mà nếu 4 trong số các quốc gia này không đồng ý thì EVIPA không thể được ký kết và phê chuẩn, cũng đồng nghĩa với việc EFTA sẽ toi dù có được EU phê chuẩn. Ngay trước mắt, EFTA cũng không phải là hiệp định dễ ăn.
Vào tháng 6 năm 2019, khi EFTA được ký kết chính thức tại Hà Nội, giới cho bù Cộng sản Việt Nam đã nêu ra dự kiến hiệp định này sẽ được Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào cuối năm 2019 hoặc chậm lắm vào đầu năm 2020. Nhưng mốc dự báo vào cuối năm 2019 lấn át hơn hẳn. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn không có tín hiệu khả quan nào về việc EFTA được phê chuẩn vào thời gian những tháng còn lại của năm 2019. Trong một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi cơ quan nghị gật chính thức khai mạc kỳ họp Quốc hội năm 2019 vào ngày 21 tháng 10, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội là Lê Anh Tuấn cho báo giới biết rằng dự kiến đến đầu năm 2020, Nghị viện châu Âu mới có phiên họp toàn thể để xem xét EFTA. Theo lộ trình này, EFTA có thể được phía EU phê chuẩn trong nửa đầu năm 2020. Theo quy định, hiệp định có hiệu lực 2 tháng sau đó hoặc vào thời điểm hai bên thống nhất. Còn với EVIPA, hiện chưa có dự kiến về lộ trình và thời gian có hiệu lực. Đó là lần đầu tiên từ sau khi EFTA được ký kết tại Hà Nội, quan chức Cộng sản Việt Nam thừa nhận hiệp định này chưa thể được phê chuẩn trong năm 2019. Lùi phê chuẩn do vi phạm nhân quyền. Vì sao EFTA chưa qua cầu trong năm 2019? Chỉ đơn giản vì lý do thủ tục họp hành của Nghị viện châu Âu hay còn bởi nguồn cơn nhạy cảm nào đặc khác nữa. Tuy nhiên, những tin tức từ giới quan sát độc lập lại cho biết Nghị viện châu Âu sẽ tổ chức họp toàn thể vào cuối năm 2019. Tất nhiên, giới lãnh đạo Cộng sản Hà Nội Việt Nam luôn muốn qua mặt EU về nhân quyền, luôn giải thích rằng chủ đề EVFTA lại không được đưa vào nghị trình của phiên họp là do Nghị viện châu Âu còn bộn bề công việc sau khi mới được bầu lại vào tháng 5 năm 2019. Nhưng phải chăng còn có một nguyên do khác, Nghị viện châu Âu chủ ý lùi phiên họp toàn thể xem xét EFTA nhằm bắt buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tuân thủ những điều kiện về cải thiện nhân quyền do cơ quan này nêu ra một cách khẩn cấp vào tháng 11 năm 2018. Thực tế, cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, khi đặt bú ký kết hai hiệp định EVFTA và EVIPA tại Hà Nội, chỉ mới một phần rất nhỏ trong toàn bộ nội dung rất rộng và sâu của bản nghị quyết về nhân quyền Việt Nam mang số hiệu 2018/2925 RSP do Nghị viện châu Âu tung ra vào giữa tháng 11 năm 2018 được phía Việt Nam đáp ứng. Toàn bộ nội dung của nghị quyết 2018/2925 RSP giống hệt một cáo trạng toàn diện và đanh thép lên án chính thể độc đảng Cộng sản Việt Nam về rất nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng về tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí, nạn bắt bớ người hoạt động nhân quyền, không chịu ký kết các công ước quốc tế về lao động. Nhưng trước yêu cầu phải ký 3 công ước quốc tế còn lại của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, chính thể Cộng sản Việt Nam đã chỉ mang ra Quốc hội bàn việc ký và phê chuẩn công ước 98 mà không nói gì đến 2 công ước quốc tế còn lại về luật lao động. Còn công ước 105 về chống cưỡng bức lao động được hứa hẹn ký vào năm 2020. Nhưng bỉ bôi nhất vẫn là công ước 87, công ước then chốt quy định bắt buộc về quyền của người lao động được tự do thành lập công đoàn độc lập, bị phía Cộng sản Việt Nam treo đến năm 2023. Nhưng chẳng có gì chắc chắn là đến năm đó công ước 87 sẽ được ký và nhất là sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc. Còn việc sửa đổi Bộ Luật Lao Động và Bộ Luật Công đoàn cũng chí trá và ma mãnh không kém khi dự thảo này tuyệt đối không đề cập đến khái niệm công đoàn độc lập, trong khi dựng lên một núi thủ tục hành chính để làm nản lòng những công nhân muốn tự tay thành lập công đoàn phi nhà nước. Trong khi đó, không khí đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vẫn đặc sệt như một thùng thuốc súng. Công an Việt Nam vẫn liên tiếp bắt bớ và hành hung dã man những người hoạt động nhân quyền và xã hội dân sự, bắt bớ và giam cầm từ nghệ sĩ làm phim về dân oan đất đai cho đến những phụ nữ chống BOT bẩn. Vẫn chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào cho bất kỳ một cải thiện nhân quyền nào, dù chỉ mang tính mị dân hoặc để đối phó với cộng đồng quốc tế. Những bằng chứng không thể chối cãi về vi phạm nhân quyền cộng với tình trạng đàn áp bất đồng chính kiến ngày càng vươn lên một tầm
tầm cao mới của chính thể độc tài Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ là những gì mà nhiều nghị sĩ EU không thể bỏ qua khi cân nhắc bỏ phiếu có thông qua hay không hiệp định EVFTA. Một cái gật đầu dễ dàng của Nghị viện châu Âu đối với EVFTA sẽ phủ nhận toàn bộ bản nghị quyết nhân quyền Việt Nam của chính cơ quan này yêu sách vào tháng 11 năm 2018, khiến uy tín lẫn hình ảnh của Nghị viện châu Âu bị giảm sút không ít trong đánh giá của cộng đồng quốc tế. Bởi thế, EVFTA nếu được Nghị viện châu Âu phê chuẩn có thể sẽ vào thời điểm trễ hơn so với tính toán của giới chóp bu Cộng sản Việt Nam. Nghị viện châu Âu có treo giò EFTA và EVIPA, không loại trừ khả năng EVFTA bị Nghị viện châu Âu treo giò thêm một thời gian nữa sau năm 2020 do thành tích cải thiện nhân quyền chỉ tăng không giảm và ngày càng dã man của chính thể độc đảng toàn trị Cộng sản Việt Nam. Khả năng trên là hoàn toàn có cơ sở bởi đã có tiền lệ cho nó vào tháng 2 năm 2019 khi chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và hai cơ quan Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao Việt Nam đồn đáo chạy sang Brussels, Bỉ, nơi đặt trụ sở thường trực của EU để vận động cho EVFTA và EVIPA, và tưởng chừng mọi việc đã chót lọt. Hội đồng châu Âu bất ngờ thông báo hoãn việc ký kết hai hiệp định này và nguồn cơn không nói ra hẳn vô số vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Ngay trước đó, một bức thư của 18 tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam và quốc tế đã kiến nghị cho EU hoãn ký EVFTA do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có bất kỳ cải thiện nhân quyền nào. Còn trước đó, hai hiệp định EVFTA và EVIPA đã phải trải qua thời gian rà soát pháp lý của EU đến 2 năm rưỡi dù đã kết thúc đàm phán từ cuối năm 2015, một khoảng thời gian dài hơn hẳn so với quy trình chỉ từ 6 tháng đến 1 năm để rà soát pháp lý các hiệp định thương mại quốc tế mà EU là đối tác. Vào tháng 9 năm 2019, 48 tổ chức quốc tế trong nước tiếp tục gửi thư ngỏ kiến nghị tới các nghị sĩ Quốc hội châu Âu, Ủy ban Nhân quyền Quốc hội châu Âu và tình trạng vi phạm nhân quyền tồi tệ của Việt Nam và kiến nghị hoãn lại việc phê chuẩn thực hiện EVFTA. Những kiến nghị này có thể tác động đến quyết định có phê chuẩn EVFTA hay không của Nghị viện châu Âu. Hẳn do lo lắng chuyện quá khứ đình hoãn hiệp định thương mại sẽ tái hiện trong tương lai, vào thời gian cuối năm 2019, Việt Nam đã phải liên tiếp cử các đoàn đại biểu cấp cao đi một số nước Tây Âu nhằm vận động cho những mặt hàng đang trở nên nhu cầu cấp bách ở giải đất quằn quại hình chữ S. Một phái đoàn do quan chức Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu gặp các cơ quan của EU với đề tài hai phía thúc đẩy tiến trình Nghị viện châu Âu phê chuẩn EVFTA và EVIPA. Một đoàn khác được dẫn đầu bởi quan chức Đại tướng Đỗ Bá Tị, Phó Chủ tịch Quốc hội đi Cộng hòa Liên bang Đức, nhắm đến nhiều mục đích như vận động chính phủ Đức sớm phê chuẩn EVFTA và EVIPA, vận động Đức ủng hộ Việt Nam hơn nữa trước căng thẳng Biển Đông và bãi tư chính và xin viện trợ ODA. Nhưng ngay vào lúc Đỗ Bá Tị đang hưu viện về nhân quyền ở Đức, bộ phim vi phạm nhân quyền vẫn tiếp tục được công chiếu ở Việt Nam. Một phái đoàn của Bộ Tư pháp Đức đến Sài Gòn và mời một số luật sư gặp gỡ để nghe ý kiến về tình hình luật pháp Việt Nam. Nhưng một số khách mời đó là luật sư Đặng Đình Mạnh đã bị công an Việt Nam cấm cửa không cho đi gặp đoàn của Đức. Và lúc này và khi thời điểm Nghị viện châu Âu xem xét bỏ phiếu EVFTA có vẻ sắp diễn ra vào nửa đầu năm 2020, chính thể độc tài Cộng sản Việt Nam đang tìm cách thúc giục EU sớm thông qua EVFTA nhưng sẵn sàng qua mặt EU thêm một lần nữa bằng những hứa hẹn sẽ cải thiện nhân quyền hoàn toàn bằng đầu môi chót lưỡi. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành.
Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.